Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã sử dụng chuyến tàu màu xanh đậm để tới Nga. Truyền thông nhà nước, nước này đưa tin vào hôm thứ Ba, dựa vào hình thức vận chuyển chậm nhưng chuyên biệt mà các thế hệ lãnh đạo ở đất nước này đã sử dụng trong nhiều thập kỷ. So với đội máy bay cũ kỹ của đất nước, tàu hỏa bọc thép mang lại không gian an toàn và thoải mái hơn cho đoàn tùy tùng đông đảo, nhân viên bảo vệ, thực phẩm và tiện nghi, đồng thời là nơi thảo luận các chương trình nghị sự trước các cuộc họp. Kể từ khi trở thành nhà lãnh đạo vào cuối năm 2011, ông Kim Jong-un đã sử dụng tàu hỏa để thăm Trung Quốc và Việt Nam, cũng như chuyến đi thăm Nga, gặp ông Putin trước đó vào năm 2019. Cố vấn đặc biệt của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, người đã đào thoát khỏi Triều Tiên vào năm 1991 cho biết, khi đi tàu, ông ấy có thể chỉ huy toàn bộ đất nước từ bất cứ đâu. Ngay cả khi ngồi trên tàu hỏa, ông ấy vẫn có thể chỉ huy toàn bộ đất nước từ bất cứ đâu, nhận fax và email, cũng như truy cập tất cả báo cáo vì các phương tiện liên lạc đều có sẵn. Vì vậy, đối với ông Kim Jong-un, ông ấy có thể cảm thấy thoải mái như ở nhà. Trên tàu có một phòng có giường, phòng họp, phòng tiếp tân, phòng ăn, bồn tắm và các tiện nghi tiện lợi khác. Ít nhất đây là không gian riêng tư của ông Kim Jong-un, ngoại trừ phòng họp mà người khác có thể vào được, không ai khác có thể vào phòng của ông ấy. Máy bay của ông ấy đã cũ, không được bảo dưỡng đúng cách. Vì vậy, từ góc độ an ninh, tôi nghĩ đó là lý do tại sao ông Kim Jong-un lại đi tàu. Hầu hết đường bộ ở Triều Tiên không được tốt, nhiều đường đất, khi trời mưa đường không sử dụng được. Vì vậy, việc đi tàu là ưu tiên hàng đầu vì mạng lưới đường sắt rất phát triển, tiện nghi tốt hơn nhiều, thuận lợi hơn so với việc đi bằng ô tô. Có những toa chở nhân viên an ninh, toa dành cho quan chức cấp cao Triều Tiên tham gia đàm phán và hai toa chở ông Kim Jong-un. Trước đây, cho đến thời ông Kim Jong-un đã có báo cáo về việc tàu chở thêm hai khẩu pháo phòng không để chống lại các cuộc tấn công từ máy bay quân sự. Tuy nhiên, tôi nghe nói rằng gần đây, người ta đã lắp tên lửa phòng không lên tàu của ông Kim Jong-un. Thứ đã thay đổi một chút là cách trang trí nội thất và thời ông Kim Il-sung. Họ sử dụng rất nhiều tấm thảm có hình hoa lan và hoa mộc lan. Nhưng khi tôi nhìn thấy đoàn tàu của ông Kim Jong-un, nó chủ yếu có sàn sạch sẽ giống như đá cẩm thạch. Một chút trang trí trên trần nhà và đèn sáng hơn. Có cảm giác như có sự khác biệt với thế hệ trong cách bài trí đó. Nhà sáng lập Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, ông Kim Il-sung, ông nội của ông Kim Jong-un, thường xuyên ra nước ngoài bằng tàu hỏa trong thời gian ông cầm quyền cho đến khi qua đời vào năm 1994. Ông Kim Jong-un, cha của ông Kim Jong-un, chỉ dựa vào tàu hỏa để thăm Nga 3 lần, trong đó có chuyến thăm khứ hồi dài tới 20.000 km tới Moscow vào năm 2001. Ông qua đời vì một cơn đau tim được cho là vào cuối năm 2011 khi đang ở trên một trong những chuyến tàu của mình. Đoàn tàu là trung tâm hoạt động tuyên truyền của nhà nước quanh việc các nhà lãnh đạo Triều Tiên bắt đầu những chuyến hành trình dài bằng tàu hỏa để gặp gỡ người dân Triều Tiên trên khắp đất nước.